Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao Di Beo Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh Mỹ Bãi Pro hàng chuyên nghiệp các bác nhá. Trở lại một clip thứ hai ngày mùng 7 tháng 8. Lại là một sự ra đi tiếp các bác nhá. Lời đầu tiên Cao Di Beo Hoàng Mai muốn nói là xin cảm ơn anh Lộc Hải Phòng. Vừa rồi anh cũng đã ủng hộ Cao một bộ mic Sennheiser G4 đầu EVK500, đầu mic 945 với cái giá cũng rất hợp lý, và đồng thời là đợt này thì bác lại chơi lớn hơn một chút. Bác đã cảm nhận được cái chất của Sennheiser nó như thế nào, và bác đã quyết định lại xuống thêm món nữa, đó là Sennheiser đầu 945 các bác nhá. 965 xin lỗi các bác, 965. Đây em sẽ quay gần lại sản phẩm để các bác theo dõi nhé. Anh Lộc nhìn đầu của anh nhá. Đấy, đầu nó như mới cứng luôn. Đúng mới cứng luôn, đấy. Đầu mới cứng luôn các bác nhá. Nguyên một cái đầu này mà giá chính hãng vào thời điểm này là 999 đô các bác nhá. Một đầu 965 này này. Nó khủng khiếp lắm đấy, tiếng của nó thì thôi rồi bé ơi. Hát xong rồi anh em cứ mơ mơ màng màng kiểu như gặp Ngọc Trinh ấy, suốt ngày cứ lơ ma lơ mơ ấy. Cho nên bác cũng đã nghiện. Nói chính xác là bác Lộc này đã bị nghiện. Vì hát xong là không quên được đâu. Thế cho nên là đây, hàng thì hàng bãi đây, đầu EVK G4, EVK100, và bác sẽ về bác gắn đầu 945 ở nhà hôm trước em đưa nhá. Còn cái đầu này bác sẽ gắn vào EVK500. Tất cả các đầu mic Cao Di Beo Hoàng Mai cung cấp nó đều phải như thế này các bác nhá. Còn nếu mà cũ hơn thì nó không có giá trị. Đấy. Cho nên là đây là tay mic này. Đây cũng chỉ là hàng bãi thôi các bác nhá. Đấy, bãi nó như này này các bác này. Và em vẫn còn thêm vài bộ nữa các bác nhá. Bác nào nhanh tay alo cho em thì còn kịp được. Thật ra bãi thì bãi, nhưng mà đôi khi nếu mà được nó đẹp xuất sắc này nó cũng rất là khó các bác ạ. Vì nó là hàng bãi các bác nhá, chứ không phải là mới cứng. Đây em quay chi tiết cho các bác xem. Đấy, bãi đấy. Thôi cũng chỉ là một clip nhanh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Di Beo Hoàng Mai để được tư vấn trực tiếp. Và nếu bác nào quan tâm các sản phẩm nào của trên Cao Di Beo Hoàng Mai thì các bác hãy liên hệ theo hai số điện thoại trên. Clip nào em cũng muốn nói tất cả với các bác rằng nếu bác nào ưng món nào, cần tư vấn gì thì các bác alo để tránh mất thời gian của cả các bác và em nhá. Cho nó rõ ràng, tại vì nhắn tin nó mất rất nhiều thời gian và đôi khi cũng không hết được các cái tin nhắn. Em cũng không xem hết được, đôi khi lại mất lòng các bác lại bảo là kênh kiệu này lọ nó mất ID. Cho nên là các bác cứ alo cho em, thẳng cho em. Em cũng chia sẻ thêm rằng một vài hôm nữa em sẽ về một số equalizer hàng chính hãng các bác nhá. DBX221, 2231, đẹp xuất sắc. Cái giá cả thì cực kỳ hấp dẫn cho tất cả những các bác mà vừa vừa tiền lại thích chơi equalizer xịn các bác nhá. Đây, bãi đấy, bãi luôn này. Bác nào thích chơi chua em cũng có nhá. Bác nào mà thích nữa thì này, Newman cũng chưa cũng có luôn. Hai đầu luôn các bác nhá. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ theo hai số điện thoại em ghim trên bài nhá. Một lần nữa em cảm ơn anh Liệu rất nhiều đã quan tâm và ủng hộ bên Cao Di Beo Hoàng Mai. Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn anh nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao Di Beo Hoàng Mai, chuẩn bị về rất nhiều các sản phẩm. Có thể các bác hợp thì các bác alo em.